các bạn đến với chương trình Vua Tiếng Việt. Vâng, thưa quý vị, ở số tuần trước, nhiều người đã gửi cho chúng tôi những cái phàn nàn rằng là ở phần 4 qua quá nhanh. Cái này không thuộc về lỗi của chúng tôi, thuộc về lỗi của Vua Tiếng Việt, đó là bạn Thanh Hương. Bạn ấy chơi quá xuất sắc, dẫn đến bạn ấy chiến thắng một cách tuyệt đối ngay từ phần thứ nhất trong vòng thi thứ tư. Thưa quý vị, và tôi biết rằng 4 người tham gia chương trình hôm nay cũng đang đầy lo lắng, nhưng cũng đầy hồi hộp và phấn khích. Bởi nếu là người cuối cùng đến với phần thứ tư thì sẽ là đối thủ chính thức với Vua Tiếng Việt, bạn Thanh Hương. Hãy dành một tràng vỗ tay để chúng ta cùng chào đón những người tham gia chương trình hôm nay. Xin mời! Người chơi đầu tiên là Trịnh Thị Hân, 30 tuổi, đến từ Hải Phòng, cử nhân Đại học Hàng hải Việt Nam, là nhân viên quản lý tàu biển, là người thích đọc sách và nghe nói chuyện trước đám đông, tính cách lúc hướng nội lúc hướng ngoại, tham gia chương trình để kiểm tra vốn tiếng Việt của bản thân. Quê em đất cảng Hải Phòng nên em không thích lòng vòng đâu anh. Nếu mà em phải xưng danh tên Hân họ Trịnh ghép thành tên em, ban đầu chỉ thích ngồi xem, đâu nào nghĩ đến được lên chương trình. Thôi thì sửa soạn thật xinh, gặp anh Xuân Bắc lên hình thật tươi. Hay quá. Bạn tức là quản lý về tàu biển à? Dạ vâng ạ. Em quản lý và kiểu điều hành hoạt động của con tàu. À, điều hành chung à? Chứ không phải là lái tàu ạ. Anh thì chỉ chơi nhiều với những người lái tàu hỏa thôi. Còn tàu thủy thì anh lại không biết. Trước ấy cũng trèo lên thuyền nan 2 lần thì cả 2 lần đều lật. Ngã bơi vào bờ gần chết. Nếu mà có cơ hội thì mời anh đến Hải Phòng, em sẽ cho mời anh lên tàu của công ty. Thật nhá? Dạ vâng. Tàu hàng à? Vâng. Tôi biết ngay mà. Yên tâm là không bị chìm ạ. Không, anh biết rồi, nhưng mà thưa quý vị, tôi đã có một lời mời. Hôm nay xuống Hải Phòng, em sẽ cho anh lên tàu hàng. Định đưa tôi đi đâu? Đi khắp toàn cầu ạ. Ừ, thế rồi. Hy vọng là tôi về còn nguyên đai nguyên kiện. Thưa quý vị, bạn Trịnh Hân, người chơi đầu tiên, bây giờ sẽ là người tiếp theo. Xin mời. Người chơi tiếp theo là Hoàng Trung Hiếu, 31 tuổi, chuyên viên giáo dục đến từ Hà Nội, là người vui vẻ, hiền lành, trầm tính, thích ăn ngon và nghe nhạc, đi thi vì muốn kiểm tra trình độ tiếng Việt của bản thân. Em thì chẳng giỏi làm thơ, viết bản đăng ký nào ngờ được thi, được một lần lên TV, được gặp anh núi còn gì vui hơn. Mong cho cái lưỡi nó trơn, tìm ra đáp án còn hơn ngồi nhìn. Mong sao ra biển không chìm, nếu mà ngắc ngoải thì tìm được phao. Hay quá nhỉ. Em ơi, em có biết là hôm nay em có thi với một người điều phối tàu biển không? Dạ vâng ạ, nên là em đề phòng mang phao, anh mang phao cho à, em đấy. Chẳng may em rơi xuống thì anh cứu em. Nói đến ra biển mới cả chìm mới phao mới các thứ. À. Dạ vâng ạ. Chúng ta đến với người chơi tiếp theo, xin mời quý vị. Người chơi tiếp theo là Đỗ Ngọc Sơn, 27 tuổi, đến từ Nghệ An, là người dẫn chương trình, giảng viên Đại học Ngoại thương, thích nấu ăn và giảng dạy, tính cách hài hước và gây bất ngờ. Đi thi vì thấy mình trả lời đúng đến 80% câu hỏi của chương trình. Xem Vua Tiếng Việt đã lâu, nhưng nay mới biết để tâu chương trình. Khả năng tiếng Việt rất kinh, trả lời gần hết, thông minh tỏ tường. Nếu cho tôi một con đường, thì tôi sẽ chắc không nhường một ai. U mê ai đó là sai, nhưng mê tiếng Việt chẳng sai chút nào. Bạn Ngọc Sơn ạ. Dạ vâng ạ. Vâng. Ngọc Sơn làm MC là làm MC về những chương trình gì Sơn? Dạ em làm cả truyền hình, cả sự kiện, cả phát thanh ạ. À, cả dạ, phát thanh luôn. Dạ vâng. Trong chương trình gì đấy? Nhịp sống của VOV ạ. Ừ. Vâng. À, thử một đoạn xem nào. Chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Nhịp sống được phát sóng vào lúc 16 giờ trên kênh FM Sức khỏe của Đài Tiếng nói Việt Nam. Và trong chương trình ngày hôm nay, Ngọc Sơn rất vui khi được đồng hành cùng quý vị thính giả và cập nhật những tin tức mới nhất đến toàn thể quý vị. Vâng. Ngọc Sơn là người dẫn chương trình và là giảng viên Đại học Ngoại thương. Môn chính bạn giảng dạy là gì? À, em dạy về thương mại quốc tế ạ. Thương và mại bên quốc cạnh tế. Đấy thì em có dạy về kỹ năng mềm. À, giao tiếp thuyết trình. Hai em cứ bình tĩnh mà run nhá. Bình tĩnh, cứ run một cách bình tĩnh. Và bây giờ chúng ta đến với người thứ tư. Xin mời quý vị. Người chơi cuối cùng là Nguyễn Kim Liên, 37 tuổi, đến từ Lào Cai, là giáo viên ngữ văn cấp trung học cơ sở. Tính tình dễ gần, vui vẻ, thích được làm giáo viên chủ nhiệm vì được tham gia nhiều hoạt động cùng học sinh. Em mang tên một loài hoa, hè sang chớm nở, khoe hương bên đầm. Tính tình vui vẻ, vô tư, gặp em ai cũng từ từ vui lên. Hoa bên đầm, hoa súng chẳng nhẽ. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn ạ.
bạn Sen đúng không? Vâng ạ. Vâng, chào. Em là Kim Liên ạ. À, rồi, Liên rồi. Sen Vàng ạ. Rồi rồi, chào Liên. Đấy, nhiều lúc anh cứ bị thế đấy. Anh mà anh còn bị dị ứng với màu đỏ cơ nhá. Anh nói thật với em. Anh nói riêng với Sơn ấy, anh tôi chết tôi rồi. Hôm nay có dị ứng bên phải thì anh đừng trách em. Ừ. Đấy, tôi thích cái không khí này, nó thật vâng. thoải mái mọi người nhá. Mà cái quan trọng này. Tất cả các bạn đến đây đều đủ sự tự tin. Nhưng có một vấn đề là cái chương trình của chúng ta nó có những cái phần rất nghiệt ngã. Kết thúc mỗi phần, một người phải về. Kết thúc mỗi phần, một người phải về. Mà bốn người tự tin, trong đó sẽ có một người tự tin phải về. Thế mới ác chứ lại. Và không tự tin khi về thì cũng phải về một cách tự tin. Thành ra, thưa quý vị, bây giờ chính là lúc mọi người nhìn kỹ những khuôn mặt này. Dành một tràng vỗ tay để chúng ta đến với phần thứ nhất. Vâng, phần phản xạ, xin mời. Thưa quý vị, chương trình Vua Tiếng Việt của chúng ta bây giờ sẽ là vòng phản xạ. Và hôm nay chúng ta đến với chủ đề là mặt. Khi chúng ta sử dụng tiếng Việt có nhiều từ chúng ta sử dụng và ai cũng hiểu, nhưng để phân tích kỹ nó là cái gì thì lại đôi khi lại không dễ. Và trong chương trình hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu có sự có mặt của nhà văn Trương Quý. Có sự có mặt của tiến sĩ văn học Thanh Nga. Thưa quý vị, bốn người tham gia chương trình, mỗi người đến từ một vùng miền khác nhau. Ở đây có đặc biệt là bạn Kim Liên, đến từ Lào Cai. Vâng, em là, xin phép là em không có thị ạ. Vâng, em ở thành phố Lào Cai ạ. Xin phép em, anh vâng bỏ ạ. Thị. Nguyễn Kim Liên không thị, được chưa? Vâng. Em dạy môn gì? Dạ, em dạy môn ngữ văn và môn lịch sử ạ. Ở đây cô ghi là thích được làm giáo viên chủ nhiệm. Vâng ạ. Vì sao ạ? À, phải nói rằng là với gắn bó với sự nghiệp giáo dục thì em thấy rằng khi được làm một giáo viên chủ nhiệm, được cùng với các em học sinh và hướng dẫn các em tham gia các hoạt động thì không chỉ là đấy là cái niềm vui nghề nghiệp mà còn mình còn được các em truyền cho rất nhiều cảm hứng sau mỗi một cái hoạt động đó. Mình có thể hiểu thế này, câu này nói nhỏ thôi. Cô là rất mải chơi. Cô rất ham vui đúng không cô? Thế nên em được gọi là cô Liên vui tính á. Ở đấy. Vâng. Ở cái câu này là mình nói trong ngoặc kép và mang tính là khích lệ nhá, mang ý nghĩa tích cực ấy nhá. Vâng, em chuyên hiểu theo nghĩa tích cực ạ. Đúng rồi. Chưa bao giờ em hiểu theo nghĩa tiêu cực cả. Còn về lịch sử thì sao ạ cô Liên? Nếu dạ. mà về lịch sử bây giờ cô giới thiệu về Lào Cai quê mình xem nào. Xin phép mà anh và toàn bộ chương trình mà nếu mà cho giới thiệu thì em lại xin phép là giới thiệu bằng kết hợp nhạc họa. Nhạc. Có cả âm nhạc à? À vâng ạ. Vâng, à, như nào ạ? Vâng, dạ. Xin mời. Thăm Lào Cai quê chúng em, lời đầu nguồn sông Hồng về xuôi, soi bóng Hoàng Liên cao vời vợi, yêu biết mấy quê hương Lào Cai. Thăm Lào Cai quê chúng em, la 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 la, yêu biết mấy quê hương Lào Cai. Hay chưa? Và trong cái lời la la của em thực ra có biết bao điều muốn nói. Vâng. Và ngày hôm nay xin phép được nói một chút gì đó. Đó chính là em xin phép mà anh Xuân Bắc và toàn thể chương trình. Đó là được mang một chút hương vị Lào Cai. Hay quê chưa? Hương em. Một vùng quê biên giới có rất nhiều đặc sản. Thì em xin phép hôm nay được mang hương vị Lào Cai đến dạ. với chương trình. Cảm ơn bạn rất được nhiều. Tặng anh, được tặng ban cố vấn, được tặng... người chơi và hy vọng rằng với hương vị ớt nồng nàn rất thơm, vâng, thì mang nét rất riêng của Lào Cai thì tất cả mọi người sẽ biết đến quê hương em và ghé thăm Lào Cai thật là nhiều. Chúng em luôn luôn chào đón tất cả mọi người ạ. Nói thật với cô Liên nhá, hơi cay đấy. Cái này là cay vừa vừa thôi ạ. Mặc dù món quà hôm nay rất cay nhưng nó là hương vị, gia vị không thể thiếu của cuộc sống. Đúng rồi. Cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn món quà rất đặc biệt. Xin cảm ơn. Chúng ta còn có bạn là Hoàng Trung Hiếu. Dạ vâng. Công việc chính của bạn là gì hả Hiếu? Dạ, công việc chính của em hiện tại đang là một chuyên viên về giáo dục ạ. Công việc chính của em là thiên về bảo đảm chất lượng về giáo dục ạ. À, công việc thì vất vả đấy. Dạ vâng. Tại vì là nhiều khi chúng ta đưa ra một tiêu chuẩn rất là chuẩn, rất là đúng nhưng mà lại không có điều kiện để áp dụng. Dạ vâng, cũng đúng ạ.
Bạn Ngọc Sơn thì chúng ta cũng đã thấy rồi, bạn rất có năng khiếu về nhiều mặt, đặc biệt là sử dụng ngôn ngữ của mình. Hy vọng rằng tất cả các bạn sẽ bình tĩnh, trả lời được nhiều để ghi điểm. Và luật của chúng ta ở vòng này như sau, xin mời. Trong phần chơi đầu tiên, các câu hỏi được sắp xếp ngẫu nhiên với mức độ khó dễ khác nhau để thách thức khả năng phản xạ ngôn ngữ của mỗi người. Thời gian tối đa cho mỗi lượt chơi là 90 giây. Mỗi câu trả lời đúng, người chơi được 1 điểm. Khi có tín hiệu, một người chơi sẽ được ánh sáng lựa chọn để bắt đầu phần chơi của mình. Kết thúc vòng 1, người có số điểm thấp nhất sẽ bị loại. Thưa quý vị, chúng ta sẽ đi tìm người chơi đầu tiên. Xin mời. Ai rồi cũng có lần đầu. Người nào cũng nghĩ rằng hoặc là mình hoặc là không phải là mình. Vâng. Tôi để ý rồi, cứ người nào trao quà là được ưu tiên chơi đầu tiên. Thế là may mắn anh ạ. Ừ, vâng. Ớt yếc các thứ. Thực ra là hôm nay mà có cả nem chua hay là bò khô thì lại không thi đầu tiên đâu. Mà mua ớt thôi. Bạn cứ bình tĩnh nhá. Vâng ạ. Tôi sẽ gợi ý. Khó quá thì bỏ qua nhá. Chuẩn bị. 90 giây. Bắt đầu. Trái xoan hay trái xoan? Một ạ. Một, chính xác. Vỗ tay cho bạn. Tiếp theo. Nấp nó hay là... Gì ạ? Hai, lấp nó. Đáp án chính xác. Da mắt... sữa. Da sữa hoàn toàn đúng. Tí hí. Mắt lươn. Hoàn toàn chính xác. Hãy vắt lại cho chính xác từ sau. Bộc tuệch. Bộc tuệch. Chính xác. Chúc mừng bạn. Có bao nhiêu lỗi sai chính tả? Có cái mũi to bè, hai gò má cao, cặp môi mỏng luôn nhếch lên thành một nụ cười sấp sượng, giễu đời và thậm chí còn hằng học nữa. Một. Chưa chính xác. Để ý nào. Khó quá, có thể bỏ qua. Bỏ qua. Bỏ qua. Tiếp theo nào. À, hai. Tiếp theo đây. Ghép từ. Nhắn thín. Đáp án chính xác. Hãy hoàn thiện cụm từ sau. Phụ nữ rất hay dùng, đặc biệt là khi trang điểm. Cần phải có cái này để mỗi khi mặt nó không còn ấy. Giấy thấm dầu. Đáp án chính xác. Đây là gì? Chân mày. Chân mày, đáp án hoàn toàn đúng. Cách gọi khác của hai gò má. Lưỡng quyền. Đáp án hoàn toàn chính xác, rất tuyệt vời. Còn đây, bạn cài lại phần mềm gọi là cái gì đấy, nó có một cái à, hết thời gian. Nó là giao diện. Vâng, giao diện. Anh. Ừ. Anh gợi ý hơi muộn hả? Hết giờ rồi. Vâng. Bạn Nguyễn Kim Liên trả lời được 9 điểm, xin chúc mừng. Chúng ta sẽ lựa chọn người chơi tiếp theo. Xin mời. Vâng. Đỗ Ngọc Sơn. Sơn nói rằng mình trả lời được 80%. Dạ vâng ạ. Ở đây chúng ta có 13 câu. Vâng ạ. Mà 80% thì cũng là khoảng 10 câu. Chuẩn bị nhá. Vâng ạ. Em sẵn sàng chưa? Em chưa sẵn sàng lắm ạ. Đúng rồi, chưa tại sẵn vì, sàng. Tại vì em thấy người chơi đầu, chị Liên được giao lưu nhiều mà em được giao lưu ít, em thấy hơi tủi thân. Thôi bây giờ thôi được rồi. Anh sẽ ưu tiên thời gian mình giao lưu, được chưa? Vâng, vâng. Đấy, thời gian giao lưu tính trong 90 giây. Dạ thôi ạ, em bắt đầu ạ. Thế thôi ạ. Thưa quý vị, một tràng vỗ tay để 90 giây bắt đầu. Lựa chọn nhân chứng hay nhân chứng? Một ạ. Một, chính xác. Tiếp tục, mời bạn. Sa sầm hay sa sầm? Hai ạ. Số 2, chính xác. Nào, đời xưa cho trí đời nay, những người những mắt thì hay. Câu mày. Không chính xác. Bỏ qua. Ngó trời. Hãy viết lại cho chính xác từ sau. Thuần thuẫn. Nhớ nhá, thuần thuẫn. Nghe tôi đọc. Chính xác, chúc mừng bạn, từ này rất khó. Có bao nhiêu lỗi sai chính tả? Vợ anh, thật vậy. Là một người đàn bà có nhan sắc
của một người đàn ông không đẹp trai. Mấy ạ? Ba. Ba đáp án chính xác, xuất sắc. Tiếp theo. Dễ. Mặt trời ạ. Mặt trời hoàn toàn đúng. D-U-D-E-A-I. Ở trên tên một loài động vật. Đà điểu. Đà điểu đáp án chính xác. Tiếp theo, mời bạn. Nhân sự ạ. Nhân sự đáp án hoàn toàn đúng. I A B H hoạt bát, hội bát. Hội chính bát. Xác. Đây là một loại hình nghệ thuật. Hát hội ạ. Chưa chính hát xác. Hát bội, hát bội. Hát bội đáp án chính xác. Hãy hoàn thiện cụm từ sau. Gợi ý giúp em. Liên quan đến một môn học. Hình học không gian. Đáp án chính xác. Cố gắng lên nào. Má gà thì đỏ ông. Bọc. Anh tiếc quá. Anh tiếc quá. Giá như mà em trả lời nhiều hơn thì em có phải là được 10 câu không? Hiện nay bạn được 9 điểm. Xin chúc mừng. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm người chơi tiếp theo. Xin mời. Bạn Hân, 30 tuổi. Hân sẵn sàng chưa em? Em sẵn sàng rồi. 90 giây bắt đầu. Tìm một tính từ có vần A mà có một âm tiết. Tính từ xa. Đáp án chính xác. Cổng chào. Cổng chào đáp án chính xác. Đại sứ. Đại sứ đáp án đúng. Hãy hoàn thiện cụm từ sau. Người đẹp Tây Đô. Đáp án rất chính xác. Chọn mặt gửi vàng. Hoàn toàn đúng. Sưng xỉa hay là sưng xỉa? Sưng xỉa. Sưng xỉa. S-I. S-I chính xác. Trình hình hay là trình hình? Thứ nhất. Thứ nhất, một. Đáp án hoàn toàn đúng. Đây là gì? Hồi xuân. Trời ơi, quá chính xác. Dưa chuột. Hoàn toàn đúng. Rất nhanh, mặt dỗ như tổ ong bầu, cái răng chấm như cầu rửa chân. Bỏ qua. Khấp khểnh. Mời bạn, có bao nhiêu lỗi sai chính tả trong câu? Anh mơ thấy Phương đang cùng ở trên thuyền thoi với anh. Tóc vờn trước gió. Hai. Trẻ trung, đáp án chính xác. Hai. Vuốt mặt để mũi. Hoàn toàn đúng. Câu cuối cùng, cứ bình tĩnh. Hãy viết lại cho chính xác từ sau. Ngấm nguyết. Quay ra đằng trước để tôi nghĩ xem có đúng không đó. Chính xác. Đến lúc này thì nhiều người mắng tôi bảo trả lời nhanh lên, đúng hay sai thì người ta còn biết chứ câu giờ thế, bởi vì đấy là câu cuối cùng. Phần thi quá xuất sắc. Ngoài ra thì ở đây chúng ta cũng có rất là nhiều những thành ngữ mà tôi nghĩ là rất là thú vị. Ví dụ như chọn mặt gửi vàng chẳng hạn. Và mặt ở đây không còn ý nghĩa như là cái nhân diện bên ngoài của con người nữa, mà mặt ở đây là đại diện cho tính cách, cho nhân cách của một con người. Cảm ơn các thành viên của ban cố vấn và bạn Hân thân mến. Bạn được 12 điểm. Chúc mừng. Hiếu thân mến, nếu như bạn muốn chắc chân thì bạn phải trả lời được hơn 9 câu. Còn cố gắng lên nhá. Ba người chơi bạn chơi em nay rất xuất sắc. Công nhận hôm nay đều người xuất sắc cả. Đều người xuất sắc cả. Bạn Hiếu thân mến. Vâng. Ngồi thẳng lưng, hít thở đều. Đấy, đúng không? Kiểu yoga nhá, chuẩn bị. Vâng. Nào, quý vị dành một tràng vỗ tay thật lớn. Xin cảm ơn. 90 giây bắt đầu. A hay B, giấy ráp hay là giấy ráp? Một. Gì ạ? Một. Đáp án đúng. Tiếp theo. Một. Chừng hai, chiếu. Hai, hai. Gì ạ? Hai. Đáp án chính xác. Mời bạn. Đây là gì? Mặt phố. Mặt phố đáp án chính xác. Affix. Affix hoàn toàn đúng. Hãy viết lại từ loang loáng. Chính xác. Có bao nhiêu lỗi sai chính tả trong câu sau? Tôi đứng đó, mắt dán chặt vào những món hàng xinh xắn và lung linh. Hai. Đáp án hoàn toàn đúng. Hãy hoàn thiện cụm từ sau.
hoàn thiện cụm từ sau là một hiện tượng mà chúng ta hay bị xương bằng rô. Xương bằng rô, đáp án chính xác. Phòng tôm. Phòng tôm hoàn toàn đúng. Truyền thần. Truyền thần, đáp án chính xác. Bạn rất xuất sắc. Một mặt người, mặt của. Bằng hai mặt của. Chưa chính xác. Hãy chú ý đến gieo vần. Bằng mười. Bằng mười, đáp án chính xác. Rất giỏi. Lỡ ăn một miếng trầu anh, đêm lo ngày sợ mặt xanh. Nanh vàng. Chưa chính xác. Bỏ qua. Chưa. Đó là như chàm. Hai. Tiếp theo. Dấu diếm. Hai, đáp án chính xác. Câu cuối cùng của bạn. Bơi. Hoàn toàn đúng. Vẫn còn thời gian. Bạn còn 7 giây mới hết. Dạ vâng. Em sợ hết thời gian, thấy cũng kinh, hơi lo. Cũng kinh nhở. Trận này ghê gớm đấy. Bạn Hoàng Trung Hiếu. Bạn đạt 12 điểm. Chúng ta có 29, 212. Đương nhiên rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần thi. Chỉ có một câu duy nhất. Ai trả lời đúng người đó sẽ tiếp tục bước vào vòng trong. Tự nhiên tôi cũng căng thẳng. Chỉ sung sướng nhất là hai cụ 12 điểm là ngồi từ nãy. Không có ý kiến gì. Hiểu chưa? Ui giời, mà nhìn sang bên cạnh quá rồi. Chơi đi em ơi. Chuẩn bị. Thi đấu loại trực tiếp. Bắt đầu. Sắp xếp từ. Xin mời. Xưng danh. Xưng danh, đáp án chính xác. Ghê gớm thật. Em cũng bấm nhưng mà chậm chắc một tích tắc. Em cũng tìm ra đúng không? Xưng danh ạ. Rất là nhanh. Vâng, thưa quý vị, chúng ta cùng chúc mừng bạn Liên là người thứ 3 chính thức bước vào vòng tiếp theo. Xin chúc mừng. Bạn Sơn thân mến, hoàn toàn không muốn một chút nào. Thực sự, và như tôi nói rồi, cái phần này là phần khó nhất để phải nói lời chia tay. Cảm ơn bạn rất nhiều.